Đi nãy giờ 4 cây số rồi, không thấy nhà cửa đâu hết. Vậy mới đáng nghi là nơi cô Hoài ẩn nấp chứ. Nhưng mà cổ làm gì cũng đâu phải là cách. Đi nhanh đi, chứ nếu không trời sập tối, mắc kẹt ở đây bây giờ. Ủa, anh tưởng mình đã thống nhất tối nay overnight mà. Coi giọng điệu của anh kìa, đi truy bắt tội phạm giống như là đi du lịch nghỉ dưỡng không bằng vậy. Mà phải công nhận, cô Hoài biết chọn chỗ trốn thiệt, trữ tình thấy sợ luôn. Rồi anh ơi, em sai thiệt rồi. Ông Long ơi, tôi giật mình tỉnh dậy không thấy ông nên tôi lo. Đêm hôm khuya khoắt ai đi mà để chó sủa um sùm vậy? Có khi nào là công an không? Mà tôi trốn ở đâu giờ? Cứ chui đại xuống đây đi. Công an đi khỏi rồi, ra đây đi, không sao đâu. Không sao đâu, yên tâm đi. Bây giờ ở đây còn an toàn không? Không sao đâu, cứ ở lại trong này. Bây giờ mà em ra đường là lỗ liền. Thôi, đừng lo nữa, ngủ đi em.